Hãy nhanh tay tương tác cùng tuổi 20H để ủng hộ đội thi và tiết mục bạn yêu thích. Bạn thao tác rất đơn giản, tải ứng dụng VTV Plus từ các thiết bị di động hoặc vào trực tiếp trang web vtvplus.vn/tuổi20H. Với thời gian 1 tuần cho việc bình chọn, khán giả nhanh tay lựa chọn một tiết mục mình yêu thích. Sau đó để lại địa chỉ email đăng ký Facebook hoặc số điện thoại để tuổi 20H liên lạc tặng quà. Mỗi tuần sẽ có một khán giả may mắn bình chọn cho tiết mục được yêu thích nhất nhận được quà từ tuổi 20H. Khán giả đó cùng hình ảnh của mình cũng sẽ được giới thiệu trên sóng truyền hình trực tiếp trong 3 live show của tuổi 20H. Tiết mục được bình chọn nhiều nhất mỗi tuần sẽ được thực hiện một MV ca nhạc chuyên nghiệp. MV ca nhạc cũng sẽ được giới thiệu tại các đêm live show tuổi 20H và quảng bá trên chuyên trang nghe nhạc hàng đầu Việt Nam MP3 Zing. Hãy bình chọn nhanh cho tiết mục mà bạn yêu thích và tha hồ nhận quà.